Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Vào mỗi buổi sáng, các bạn thường làm gì để bắt đầu ngày mới? Đối với Minh Phụng Music thì tụi mình sẽ bắt đầu bằng những ly cà phê để lấy sức cho một ngày dài làm việc, phục vụ khách hàng thân thương. Ngoài trời thì bắt đầu đổ mưa, nhưng các bạn đừng lo, dù nắng hay mưa đội ngũ vẫn sẵn sàng mang đến bạn những chiếc đàn piano tuyệt vời, xinh đẹp nhất cùng với giá cả hợp lý. Các bạn ơi, tiếp tục theo hành trình của team nhé. Trời đã bớt mưa và anh em lại tiếp tục cùng nhau rong ruổi trên những tuyến phố tuyệt đẹp ở trung tâm Sài Gòn để qua Bình Thạnh, bàn giao kê piano điện Cutman KS1 Bluetooth đến với khách hàng tại chung cư Richmond. Xe Lalamu đã đến nhanh chóng kịp lúc để bàn giao đàn và quà tặng. Quen thuộc chính là chiếc ghế piano đen dáng cao để team mình vận chuyển lên nhà cho khách hàng. Các bạn nhân viên trong đội đã nhanh chóng đưa chiếc piano vào nhà và chuẩn bị lắp đàn. Từng bộ phận của piano được đem ra phía ngoài, tất cả đều được bọc lớp bảo vệ cẩn thận để giảm tối đa chày xước, hư hỏng bên trong. Được chị khách theo dõi và cười nói chia sẻ về các bước lắp đàn làm team rất vui. Sẵn đây mình chỉ luôn cho anh em nhé. Đầu tiên chân đàn được canh chuẩn theo pedal, lắp cố định với hai con ốc bằng tu vít. Các bạn thao tác như trên với chân còn lại nhé. Thân đàn được nằm xuống để gắn tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp đầu đàn vào và cố định vị trí với ốc và tu vít. Sau một lúc thì đàn đã lắp xong và sẽ được team đưa đến vị trí phù hợp nhất của nhà chị để làm nổi bật vẻ đẹp trong không gian sống của gia đình. Với những câu nói tạo động lực được trang trí ở trong nhà thì mình tin chắc rằng việc học nhạc của bé sẽ trở nên dễ dàng và đầy sắc màu. Mời các bạn cùng với bé bóc siêu món đồ chơi hiện đại này nha. Từ siêu nắp đàn rồi đến siêu phím đàn. Và bây giờ em sẽ mở nguồn rồi tự mình trải nghiệm cảm giác chơi trên cây đàn này nhé. Mẹ ngồi bên cạnh, đôi mắt dõi theo từng ngón tay nhỏ nhắn của em lướt trên phím đàn. Nghe lời khen của mẹ, bé lại càng thêm yêu thích cây đàn KS1 Bluetooth và chăm chỉ luyện tập hơn mỗi ngày. Piano Cushman KS1 Bluetooth mang kiểu dáng upright cổ điển sang trọng, làm nổi bật mọi phong cách nội thất, kích thước được tối ưu, phù hợp với nhiều không gian, nổi bật cùng màu đen truyền thống đầy bắt mắt. Còn đây là đôi lời chia sẻ của mẹ dành cho tụi mình. Do bé học chung lớp nhạc với một bạn nhỏ tại chung cư thì được cô giáo giới thiệu Cushman KS1 Bluetooth này nên mẹ bé đã tham khảo qua video và đến showroom Điện Biên Phủ xem đàn và chọn luôn model này. Vì giống với các cây piano tại lớp mà bé đang theo học, KS1 Bluetooth vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu mà các trung tâm âm nhạc dùng để giảng dạy học viên, là do đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn. Cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại khác như metronome đếm nhịp, Trinova trộn tiếng, jazz bow tăng giảm tông, và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal: sustain pedal, sostenuto, soft, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Chính sách dành cho khách hàng khi mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi bàn giao Cutman KS1 Bluetooth đã thành công rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 và nhanh chóng truy cập fanpage, website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.